Vâng, hiện tại thì cái cơn hoàn lưu bão số 3 này đã anh đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, mà trọng tâm là khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Và từ giờ cho đến cuối giờ chiều nay thì hoàn lưu bão này sẽ tiếp tục gây ra gió mạnh khu vực phía Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ. Và dự báo là trong khoảng từ tối sau tối từ ngày mai thì cơn bão này sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và tan dần. Vậy thì có thể dự báo như thế nào thì nó sẽ đi ra khỏi khoảng hẳn và Chúng tôi dự báo là sau khoảng sau đêm nay thì cơn bão này sẽ đi ra khỏi khu vực của Việt Nam. khi đi vào đất liền thì bão sẽ còn gây ra những ảnh hưởng như thế Hiện tại thì mặc dù chưa vào đất liền nhưng bão đã gây ra cái gió rất mạnh. Ví dụ như ở khu vực Cửa Ông, Quảng Ninh đã có cái gió mạnh đến cấp 12. Và trong những giờ tới, cái nguy cơ của hoàn lưu bão này có tiếp tục gây ra gió mạnh các khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và các khu vực lân cận, tỉnh thành lân cận, sâu trong đất liền, ở đồng bằng sông, đồng bằng Bắc Bộ cũng như là khu vực Thanh Hóa. mưa, lượng mưa thì sẽ đi lại. Từ đêm hôm qua đến nay thì mưa bắt đầu xuất hiện do cái tác động của hoàn lưu bão số 3 này, và dự báo từ nay cho đến 2 ngày tới mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực Bắc Bộ. Trong đó lượng mưa tập trung nhiều nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ là trong khoảng từ nay cho đến hết đêm nay, và từ đêm nay cho đến ngày mai lượng mưa sẽ mở rộng dần ra các khu vực của vùng núi phía Bắc, kể cả khu vực Tây Bắc Bộ. Sau khi bão qua thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những gì và khu vực nào thì sẽ ảnh hưởng nhiều nhất ạ? Như tôi đã nói thì là sau khi bão qua thì cái nguy hiểm về gió có thể được kết thúc. Tuy nhiên, cái nguy cơ về lũ quét, sạt đất vẫn còn hiện hữu trong những ngày tới, bởi vì theo dự báo là một cái xuất hiện các đợt lượng mưa lớn kéo dài bắt đầu từ hôm nay kéo dài cho đến 2 ngày tới, và như vậy là cái cần hết sức lưu ý với cái tác động có thể xuất hiện đối với nguy cơ về lũ quét, đặc biệt lũ quét và sạt lở đất cũng như ngập úng đô thị trong những ngày tới. Địa phương nào ở thuộc khu vực ở vùng núi phía Bắc sẽ cần phải đặc biệt lưu ý về lũ ống. Đối với đợt mưa lần này diễn ra trên quy mô diện rộng ở hầu khắp ở các cái khu vực các tỉnh miền núi Trung du miền núi Bắc đều có mưa. Chính vì vậy chúng tôi nhấn mạnh cảnh báo hầu hết tất cả các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, kể cả khu vực Thanh Hóa và Bắc Nghệ An đều có khả năng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt đất, và cần phải hết sức lưu ý, và trong cái thông tin bản tin cụ thể chúng tôi sẽ cập nhật trong cái bản tin tiếp theo. Dự kiến thì thủ đô Hà Nội sẽ có kéo dài thời gian mưa như thế nào? Khu vực Hà Nội sẽ hiện nay đang mưa và khả năng còn tiếp tục kéo dài từ giờ cho đến ngày mai, và sau đó thì có thể còn có các cái hiện tượng mưa dông sau sau bão. Trong mưa dông thì mình cũng cần cẩn thận những hiện tượng Đối với hiện tượng mưa dông thì thường gắn với các cái gió mạnh, gió giật mạnh, và những gió giật mạnh này có nguy hiểm rất lớn, anh có thể tác động tương đương như những cái cơn gió trong các cơn bão. Cảm ơn anh ạ.